Tại Mỹ vừa xảy ra một vụ xả súng ở thành phố Torrance, bang California. Cảnh sát của thành phố xác nhận vụ việc xảy ra vào nửa đêm mùng 4 tháng 1 theo giờ Mỹ tại khu giải trí Gabber House, nơi có rất đông khách đang vui chơi. Theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thì ít nhất đã có 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Một nhân chứng cho biết đã xảy ra ẩu đả lớn trước khi vụ xả súng diễn ra. Gabber House là điểm bowling và đấu súng laser, vì thế mà luôn thu hút đông người tới chơi, nhất là vào các ngày cuối tuần. Cảnh sát thông báo có nhiều nạn nhân ngã xuống trong vụ xả súng nhưng chưa nói rõ con số cụ thể. Công tác điều tra đang được tiến hành. Người dân cũng được khuyến cáo tránh xa khu vực để đảm bảo an toàn. Xả súng từ lâu đã là một vấn đề nhức nhối trong xã hội Mỹ. Theo số liệu thống kê, trong năm 2017 đã có tới gần 40.000 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến súng đạn tại Mỹ.